Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức ngày hội việc làm thu hút hàng trăm sinh viên cùng 21 đơn vị là các sở y tế, bệnh viện, doanh nghiệp lớn và uy tín trong lĩnh vực y tế trong và ngoài thành phố. Sinh viên được tham quan các gian hàng của đơn vị tuyển dụng, tìm hiểu và tìm cơ hội việc làm, nghe các cựu sinh viên đơn vị tuyển dụng chia sẻ kinh nghiệm tìm việc. Là trường đại học y dược đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long, 21 năm qua, trường đại học y dược Cần Thơ không ngừng phát triển. Đến nay đã đào tạo và có trên 32.000 bác sĩ, dược sĩ, cử nhân tốt nghiệp ra trường. Quy mô đào tạo của trường trên 16.000 sinh viên, học viên sau đại học.